tối này các bạn, nhiệt độ nó xuống có 40 độ à, lô của nó là có 40 độ à. Mình đi check mấy cây của mình xem coi mấy cây mình mới trồng còn ok không nha. Đây, đây là cây vú sữa, nó vẫn còn ok nha các bạn, nó chưa đến nổi nha, lá nó vẫn còn tốt nha. Rồi đây là cây ổi Gobi Đài Loan không hạt nha, Gobi Đài Loan không hạt cũng mới trồng xuống. Và đây là mặn thái đỏ nha các bạn, siêu trái nè, thái đỏ siêu trái cũng không sao. Và ổi thái lê không hạt cũng không sao. Tuy nhiên là hồi tối 40 độ mà cây mình vẫn ok nha các bạn, không đến nỗi tệ lắm. Ok các bạn, thì bữa bạn mẹ mình hỏi về mai á các bạn, mai Việt Nam á, thì mình cũng có gọi hỏi anh Son, thì anh Son ảnh cũng có mới gửi cho mình cây mai nè các bạn. Thì ảnh nói cây mai này là mai mai bonsai Thủ Đức nha các bạn, mai bonsai Thủ Đức từ 8 cho đến 14 cánh nha. Thì mình mới nhận được luôn, mình mới nhận được mấy bữa mà tại mình bận quá cho nên mình không có quay video được á, thì hôm nay mình quay lên mình chia sẻ cho các bạn xem luôn nha. Đây nó cũng đang ra, mình không biết nụ hay là lá, nó cũng đang li chia nhóc hết trơn nha bạn. Thì anh Son ảnh có chỉ mình đó là khi nhận được rồi đó, đừng có tưới vào cái gốc của nó nha các bạn, đừng tưới vào gốc của nó, chỉ tưới phun sương trên cây, trên hoa, trên lá thôi, chứ không có nên tưới vào gốc của nó. Đợi khoảng chừng tuần hai tuần nữa Tết á, thì các bạn tưới vào gốc, thì lúc đó nó sẽ ra sum xê nha các bạn. Thì lúc đó nó sẽ ra sum xê. Thì mình cũng mới nhận được luôn nha các bạn, mình nhận được cũng vài bữa. Thì ảnh bán cây này là 195 đồng nha, ship overnight nha các bạn. Tại vì cái cây này nó chịu lạnh không được đó, cho nên ship overnight. Và cây này là cây mai bonsai nha các bạn, mai bonsai. Các bạn thấy từ cái gốc của nó không, nó quắn nè, nó quắn lên làm cái thân bonsai nè, rất là đẹp, mình trưng trong nhà các bạn. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái chậu, mình đã mua cái chậu sẵn rồi nè, tại vì mấy bữa mình bận mình không có đi mua chậu á. Bây giờ mình đã có mua cái chậu ở Home Depot đó các bạn. Cái chậu này 15 đồng. Thì nó có nhiều kiểu, nhiều chậu khác nhau, thì bạn nào mà chọn cái chậu nào thì các bạn thích chậu đó, đúng không? Có nhiều chậu lắm. Thì này mình mua cái chậu này là 15 đồng nha các bạn. Thì mình mua ở Home Depot đó, thì chậu rất đẹp. Với lại mình vô Walmart các bạn, mình sau khi mình bỏ mai lên, mình lắp đất lại á, mình muốn che đất á, thì mình mua mấy cái này nè, dưới đá nhỏ nhỏ nè bạn, đá nhỏ nhỏ mình có hằng trước mình lụm á, cái mình che lên với mấy cái này thì mình thấy đẹp hơn, mình che cái gốc đất á thì cây nó mới đẹp nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cắt nó ra và mình bỏ nó vô đây nha. Nó thiếu tại vì cái chậu anh kia gửi không có đất nè, xong xuôi mình sẽ bỏ đất vô thêm rồi mình mới bỏ cái này lên nha. Ok, bắt đầu mình cắt nó ra nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình cắt nó ra nha, mình cắt cả cẩn thận nha các bạn, cắt cẩn thận, xé nó từ từ ra để lấy nó ra mình bỏ vô trong kia. Tại mấy cái này là hình như là nụ với lá nó đang chỉa ra đó bạn. Anh nói khi nhận được thì đừng bao giờ tưới gốc nha, chỉ tưới ở trên thôi. Khi nào mà sắp Tết còn tuần hai tuần nữa Tết á, thì mấy bạn mới tưới gốc nha. Thì sắp Tết sắp đến các bạn, có cây mai trong nhà nó cũng ấm cúng lắm nha các bạn. Mình cũng cũng mê mấy cái này, mình cũng có nhiều lắm. Có mai là mấy có mùa xuân tới nha. Ok, giờ mình đã lấy em mói ra rồi. Bỏ em này xuống đi, bỏ này xuống luôn, bỏ đá xuống luôn. Ok, giờ tới mình cắt ba cái thép này ra bà, cắt mấy cái thép ra hết. Cây mai này á bạn, người ta uống gốc nhìn đẹp, rất là đẹp nha các bạn.
uống uống gốc bonsai đó các bạn, rất là đẹp. Wow wow wow, cái gốc nó quá đẹp bạn ơi, cái gốc nó nhìn quá đẹp. Wow, cái gốc nó uốn cong 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 nhìn đẹp lắm nha các bạn. Wow, để mình quay cho các bạn xem nè. Thì các bạn, mình mới vừa tháo nó ra, các bạn thấy cái gốc của nó nè, nhìn ghê không, nó cuốn 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 nhìn lạ quá hả. Hàng chi nó nói là bonsai nè, các bạn thấy cái gốc nó cuốn ghê không. Wow, nhìn ngầu ha, sao người ta cuốn gì hay được ha. Cái này như ăn tiền ở cái chỗ này nè các bạn, là cái cuốn cái thân của cái cây nè, các bạn nhìn ngầu không, lạ ha, nó cuốn nó quay xấy xấy mấy vòng nữa mà. Đây nè, nhìn quá lạ luôn á. Ok các bạn, giờ mình sẽ đi lấy đất mình bỏ vô chậu này rồi mình mới bỏ nó vô nha. Mình không biết lấy đất gì thì chắc mình xài đất bình thường làm quá. Potting mix với Fox Farm mình trộn chung, mình trồng nó chứ mình cũng không biết trồng bằng phân đất gì nữa nha. Ok các bạn. Ok các bạn, mình bỏ đất vô đây rồi ha. Giờ mình ban cho nó ra. Ban cho nó ra xong xuôi rồi mình cắt cái này mình đưa em nó vô nha. Cắt cái này đưa em nó vô. Cái chậu trắng này là mình mua ở trong Home Depot nha các bạn. Các bạn muốn mua vô trong đó mua, nó có nhiều kiểu cũng đẹp lắm. Nó có nhiều kiểu cũng rất là đẹp. Thôi mình đem xuống đây cho làm cho nó dễ. Mình cắt nó ra mà. Làm cho nó dễ một chút. Hình như năm nay Tết sớm nha các bạn. Tết như mình nghe người ta nói là giữa tháng 1 á. Giữa tháng 1 là Tết đó nha các bạn. Cho nên Tết năm nay sẽ bị sớm. Sớm hơn hàng năm. Ok các bạn, giờ mình đã cắt cái nó ra nha. Rồi mình để vô đây đi. Cho em nó vô đây đi. Rồi mình cho em nó lên. Chắc mình không cần cây luôn các bạn ơi. Tại vì mai mà đâu cần phải cây trống đâu. Mình lấy mấy cây ra. Bỏ qua một bên, cái đất mình bỏ vô lại. Yeah, cái đất mình bỏ vô lại nha các bạn. Được chưa ta? Yeah, mình nghĩ chắc được rồi đó. Thế mà giờ mình cho phân vô nha. Thế mà giờ mình cho phân vô nha, cho phân nó đầy đầy. Cái cây này là cái dạng nhỏ nha các bạn, tại nó là mai bonsai á. Mai bonsai người ta kêu là mai bonsai Thủ Đức á nha các bạn. Mai bonsai Thủ Đức. Ok các bạn. Giờ mình cho phân đầy vô. Xong xuôi mình ốp nó lại nha các bạn. Mình ốp cho nó chắc cây lại nha. Mình ốp cho nó chắc cây lại. À, mình ốp gì á, chắc cây gì á thì cái cây nó mới chắc, chứ mà mình để khơi khơi á, mình không có ốp chắc lại á là nó không có chắc nha. Nó không chắc thì cây nó không có được khỏe đó. Thì mình cho mấy miếng đất nữa đi.
Ok ba. Giờ mình đã cho em máy xong rồi ha. Giờ để mình bỏ đá vô. Bỏ đá vô. Bỏ đá. Với lại mấy cái này nữa bà. Mình cắt mình bỏ vô. Đây mình không có bán nha các bạn, mình chỉ chia sẻ rồi thôi. Cái này như mình mua không đủ, cái này chắc mình phải mua 3 bịch á, tại mình mua có 2 bịch à, nó không đủ. Cái này các bạn vô Walmart á, các bạn mua ở ở chỗ mà pet đó các bạn, chỗ mà đồ ăn thức ăn cho thú vật á, thú cưng á. Các bạn lợi đó đó là nó có nha các bạn, chỗ mà mấy cái này là chỗ người ta bán thức ăn cho cá rồi đó, ba cái accessory cho cá nữa, thì nó có mấy cái hạt này nè, các bạn bỏ lên nhìn thấy đẹp không nha. Ok các bạn, bây giờ mình đã đem em ấy nó vô nhà rồi nha, thì mình bỏ trong cái chậu sành nè các bạn, khi mình nhận cây của anh Son anh ship về đó, mình tháo ra mình bỏ vô chậu sành nè, xong xuôi cái mình bỏ đất vô, bỏ đất cho đầy chậu, xong xuôi cái mình mua mấy cái này các bạn, mình bỏ lên. Cái này Walmart bán bịch 2 đồng nha các bạn, các bạn nên mua 3 bịch nha, mình có mua 2 bịch nó không có đủ, nhưng mà mình thấy cũng ok, mình mua có 2 bịch thôi. Thì các bạn bỏ lên gì thì nhìn nó đẹp hơn. Mình nhắc lại một lần nữa nha, cái này là mình chỉ chia sẻ thôi nha. Mai này nó hơi nhỏ tại vì nó là dạng mai bonsai nha các bạn có thể trồng nó lâu lâu năm trong nhà luôn á nha, tại vì nó là dạng bonsai. Thì mai này là mai Thủ Đức, 8 cho đến 14 cánh nha, thì nó rất là đẹp khi dịp Tết đến nha các bạn, nó rất là đẹp. Nó là dạng bonsai, các bạn nhìn thấy gốc nó nè, nó uốn vòng 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 vòng, các bạn thấy nhìn ngầu không, thì chỉ có bonsai mới làm được như vậy thôi nha các bạn. Bonsai là người ta uốn cây á, thì mai nó cũng có, mình không biết nụ hay lá, nhưng mà nó mọc ra như gì rất là nhiều nha các bạn. Mình nghĩ chắc nụ á, mình nghĩ chắc nó nụ á, nhưng mà anh Son nó dặn mình đó là khi nhận được mai á, bỏ lên chậu xong xuôi á là không được tưới gốc nha các bạn. Các bạn chỉ tưới tưới thân thôi, tưới thân giống như cầm cái bình xịt nước á, cái bình nhỏ nhỏ mà bình bóp bóp cho nó xịt, giống như loại Windex vậy đó, mà mình bỏ nước vô nha, mình xịt xịt xung quanh thân của nó nha các bạn, xịt xịt lên thân thân nó thôi, chứ đừng có tưới vô gốc nó. Các bạn đợi 1 tuần đến 2 tuần Tết á, các bạn tưới vô gốc thì nó sẽ bông, nó sẽ nở rộ ra nha các bạn. Thì đây là mai bonsai, thì mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn vậy thôi. Thì nó nhìn cũng đẹp, thì khi nào mà nó nở bông ra thì nó càng đẹp hơn nha các bạn. Thì mấy cái này á, các bạn mua chậu sành mà đẹp đẹp các bạn bỏ vô thì nó rất là đẹp. Chậu sành rồi với lại bỏ đồ che đất lại, che đất đựng cho thấy đất á, mình mua không có đủ bạn ơi, mình phải mua tới 3 bịch mà mình nghĩ mình 2 bịch đủ rồi, tại cái chậu mình hơi bự á. Thì theo chậu, nếu bạn mua chậu nhỏ hơn nữa thì mấy bạn mua 2 bịch là đủ rồi đúng không? Thấy rất là đẹp nha, mình cũng trang trí bỏ mấy hình hình Christmas decoration của mình vô nè. Ok nhá bạn, thì mình chỉ muốn chia sẻ vậy thôi nha. Đây là mai Thủ Đức nha các bạn, mai bonsai Thủ Đức, 8 đến 14 cánh. Thì các bạn nào mà có thích mua thì gọi anh Son nha, tại từ đây đến Tết thì cũng còn gần lắm nha các bạn. Mà hình như năm nay Tết sớm á, Tết là hình như giữa tháng 1 thì phải nha các bạn. Mình nghe mọi người nói là giữa tháng 1 là Tết đó. Thì mình không biết, thì các bạn nào muốn thì alo gọi cho anh Son nha. Thì mình trang trí, mình mua mấy cái đồ mà decoration đó bạn, mình bỏ lên thì nhìn nó sẽ đẹp lắm. Mai vàng với lại có mấy cái giống như tấn tài tấn lộc gì nè, mình để cho 3 ngày Tết 4 ngày sưng cho nó có không khí vậy nha các bạn. Ok, thì mình chia muốn chia sẻ với các bạn vậy thôi, thì các bạn nào thích thì gọi. Ok nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Đừng quên cho mình một like, một share gì đó, hoặc là một sub nha. Cho
Đấy, em ấy nó sung sung ba khía là đó bà, nên làm video thêm bà. Ok nhá bà. Mình ok, chúc các bạn năm mới vui vẻ nha. Mình đang ăn Tết sớm quá các bạn ơi, nhưng mà mình phải tranh thủ, mình giống như mình làm được gì mình làm phải không? Thì mình chuẩn bị được cái nào sớm càng tốt để thôi khỏi tới đó là lụp chụp phải không? Thì tới chừng mà cận Tết quá muốn có cây mai cũng không có, mà muốn có cây mai mắc tiền lắm nha các bạn, tới 200-300 nha. Mà cái không phải bonsai nha, cái này là mai bonsai nha các bạn. Các bạn có thể để trong nhà lâu năm nha, các bạn để trồng trong nhà lâu năm. Ok nha các bạn, mình rất là thích cái gốc này tại vì nó là dạng bonsai, nó uốn lượn nè, bạn thấy nó uốn vòng 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 không, thấy không? Giờ nó ra nụ nè, các bạn thấy nó ra nhiều lắm, nó ra quá trời nụ luôn, bạn thấy không? Nụ nhiều lắm. À, hy vọng năm nay cái cây mai bonsai Thủ Đức này nó sẽ nở rực rỡ nha các bạn, nó nở rực rỡ để mình làm ăn khấm khá nha các bạn, làm ăn khấm khá được vui vẻ hết nguyên năm. Ok, mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình nha. Ok, thank you.